Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em sẽ đưa anh chị đi xem một lô đất rất là phù hợp xây biệt thự tại thành phố Nha Trang. Rất là phù hợp cho lô đất này thì nằm ở tại Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái thuộc thành phố Nha Trang nha anh chị. Đó, thì lô đất này nó sát bên cái khu đô thị Mỹ Gia luôn. Nếu như anh chị nào đã tìm hiểu về Nha Trang rồi thì chắc chắn anh chị sẽ biết khu đô thị Mỹ Gia. Đó. Thì từ đây mà chúng ta đi thẳng vào hướng này, mà chúng ta đi vào khu Mỹ Gia thì chắc tầm khoảng 200-300m nữa thôi là chúng ta đã tới cái phía cái mặt sâu giáp lưng của khu đô thị Mỹ Gia rồi. Đó. Đây thì khu vực Sầm Út. Đó. Cái này thì nhà cấp 4 nhưng mà tính đất bán đất thôi để cho anh chị nào xây nhà vườn thôi. Đó. Đó. Trước mắt anh chị đây, đó là từ cái trụ bê tông này. Đổ qua đây, đổ qua cái trụ bê tông bên đây. Đó. Thì tổng diện tích cái lô này á, là hiện tại trên sổ là 274 m. Mặt tiền của nó rộng khoảng 12 m nha anh chị. Mặt tiền của nó gần 12 m. Đó. Thì tổng diện tích hiện tại á là 274 m. Trong đó là quy hoạch giao thông mất khoảng hơn 50 m. Có nghĩa là sau khi quy hoạch giao thông là còn khoảng 220 m. Đó, cũng còn rất là rộng nha anh chị. Tại vì sao? Tại vì cái con đường này á, con đường này hiện tại là 10 m. Hiện tại là rộng khoảng 10 m, nhưng mà quy hoạch là rộng 16 m nha anh chị. Con đường này là con đường quy hoạch mở rộng 16 m lận. Nên là rất là to. Đó. Hiện tại là đường này là hiện tại là hai ô tô né nhau nha anh chị. Đường này rất là rộng 10 m. Đó. Nằm ngay tại Vĩnh Thái, trung tâm thành phố Nha Trang. Nằm sát bên giáp ranh với khu đô thị Mỹ Gia luôn. Đó. Khu này thì về dân ở kín mít rồi anh chị. Với cái diện tích 200 mấy chục m này, về cái chiều rộng 12 m này, thì rất là phù hợp cho anh chị nào xây dựng biệt thự nha. Biệt thự ngay trung tâm thành phố. Tại vì cái tiện ích xung quanh rất là đầy đủ nha anh chị nha. Đó, từ đây mà chúng ta đi ra lại cái đường Vĩnh Thái á, chỉ có 100 m thôi. Từ đây mà chúng ta đi ra chợ Vĩnh Thái nè, chợ Vĩnh Thái, ủy ban Vĩnh Thái là chỉ có khoảng 250 m thôi. 250 m, rất là gần. Anh chị có thể đi bộ ra chợ và đi bộ ra ủy ban luôn, rất là gần luôn. Đó, thì chúng ta đi ra đường Vĩnh Thái. Chúng ta nếu chúng ta rẽ trái lên là chúng ta đi ra lại đường Võ Nguyên Giáp. Thì từ đây mà đi ra lại đường Võ Nguyên Giáp á, là chỉ có khoảng 700 m thôi anh chị, rất là gần. Đó. Đi ra lại đường Võ Nguyên Giáp á, là chỉ có 700 m thôi. Chúng ta đi ra lại đường 23 tháng 10 thì cũng chưa tới một cây số anh chị. Đó, đường giao thông rất là thông thoáng nha anh chị nha. Đó, đường này thì hai ô tô né nhau, hiện tại là đường hai ô tô né nhau rất là rộng. Rồi, thì pháp lý lô này á, thì sau khi quy hoạch giao thông á, thì còn lại khoảng 220 m, thì 220 m² đó là full thổ cư nha anh chị, full thổ cư. Hiện tại là có một cái nhà cấp 4 cũ nên là bán em tính đất thôi. Đó, tính đất là chủ yếu. Đó, tổng diện tích là hơn 200 m. Đó, rất là đẹp, rất là phù hợp cho anh chị nào xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng. Từ đây mà chúng ta về lại trung tâm thành phố Nha Trang thì cũng chỉ khoảng hơn 2 cây thôi anh chị, rất là gần, 2 cây số. À, xe máy hoặc là xe ô tô thì đi 1-2 phút là chúng ta đã tới trung tâm rồi, rất là gần luôn. Đặc biệt là gần chợ anh chị, gần chợ Vĩnh Thái, gần ủy ban, nó cách chợ ủy ban chỉ có 250 m, rất là gần luôn. Dạ, mà chúng ta là sau lưng giáp lưng cái khu thị Mỹ Gia như thế này nè. Đó, thì nói chung là chúng ta cũng được hưởng ké các cái tiện ích trong đó luôn đó anh chị. Chúng ta được hưởng ké các cái tiện ích của khu đô thị Mỹ Gia. Đó. Khu này thì dân cư kín mít rồi. Dạ. Khu này thì dân cư ở rất đông rồi. Gần chợ, gần ủy ban. À, tiện ích đầy đủ, giao thông thì đường to. Mặt tiền rất là rộng, mặt tiền của nó là từ đây qua đây là không phải 12 m rồi anh chị à. Rất là rộng luôn anh chị. Đó. Nên anh chị nào mà muốn xây biệt thự ở trung tâm thành phố thì nên quan tâm lô này. Tại vì cái diện tích 220 m mà em thấy chúng ta xây một căn nhà khoảng 100 m thôi, và 120 m chúng ta làm giường cũng rất là ok, cũng rất là mang cái tính nghỉ dưỡng ở đây. Có nhiều anh chị nào làm một cái vườn nhỏ 120 m hoặc là 100 mấy chục m đó, chúng ta làm vườn vừa đủ, không quá rộng mà chúng ta chăm sóc nhiều. Nó nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang thôi. Từ đây mà đi ra biển thì tầm hơn 3 cây anh chị. Tầm hơn 3 cây thôi là chúng ta đã tới biển rồi. Đó, cũng rất là gần. Đó. Vĩnh Thái thì về đêm cái khúc này thì em cảm nhận là nó yên tĩnh lắm anh chị. Nó yên tĩnh lắm, nên là anh chị muốn làm nghỉ dưỡng thì nó cũng phù hợp.
Những thông tin mà về lô đất này thì em cũng đã thông để tư vấn trong clip rồi. Anh chị nào quan tâm với sản phẩm này thì vui lòng kết nối trực tiếp với em để em tư vấn chi tiết cũng như là đưa anh chị xem thực tế luôn. Em xin phép dừng clip lại đây, nhưng mà trước khi dừng anh chị nhớ cho em một lượt đăng ký và một lượt like, bởi vì YouTube hướng đến những clip được nhiều lượt like thì nó mới lan tỏa, nó chia sẻ được những cái thông tin mà em đưa cho anh chị xem đó. Anh chị giúp em vì đó là miễn phí, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Em xin chào và hẹn gặp lại.